Xin chào nhà. Rất vui vì anh em đã quay trở lại với channel của mình cùng với cả Call of Duty Mobile. Ok, thì có rất là nhiều anh em luôn. Có comment là Giang ơi, thằng S36 mùa này nó mạnh lắm. Chứ mình thực sự mình không nhớ là có cái sự tồn tại thằng S36 luôn đấy, bởi vì cái dòng MLG ấy, LMG với dòng súng máy này thì cũng rất là ít người chơi rồi. Thế nên là bây giờ mình phải thử xem thằng S36 này ngoài cái dòng chopper ra thì nó có ok không nhá, ở cái dòng súng máy ấy. Ok nhá, thì bây giờ là thằng S36 trái tim. Hello ông. Ôi đam to thế. Ôi bắn nhanh thế nhở. Hello. Cái ngay. Ui ui kìa kìa kìa. Ủa ơi, nếu mà anh em mình chế tác cái kiểu này này, chế tác cái kiểu này thì nó sẽ rất, cái ADS của nó rất là nhanh, cơ động rất là cao luôn đấy. Ui ui. Đam to thế nhở. Ôi bắn nhanh thế nhở. Ui nào, đừng. Hay quá đồng đội ơi. Hay. Ô tuyệt vời thế nhở. Hợp lý. Tí nữa thì tôi sẽ cho anh em xem cái chế tác phụ kiện của nó nhá. Ok, bây giờ thì để tôi bắn một tí nữa. Ui thề luôn, bắn nhanh lắm ấy. Tốc độ bắn nó cứ nhanh kiểu gì mấy cả đam to cực. Ui hơi giật một tí, bắn tầm xa hơi giật một tí thôi. Nhưng mà nếu mà chơi kiểu này thì cơ động nó cao nên anh em mình không phải xoắn cái này bù cái kia nhở. Ok, tiếp tục đẩy nhang. Đổi hồi sinh thôi thì mình lại gọi. Ui hết rồi không? Ông làm cái gì ở đây? Chạy đâu đây? Có ai nữa không? Còn ai nữa không nào? Đây mình sẽ vào lấy A này. Đấy, ok chưa? Hợp lý chưa? Đấy, người ta sẽ hồi sinh quanh dưới này này. Ôi tôi biết ngay mà tôi nói rồi. Đợi mãi không thấy đâu, cứ đến lúc mình nạp đạn thì người ta mới xuất hiện. Cay thật đấy. Ảo thật đấy. Nhưng mà thằng E36 này ok, bắn ok phết nhỉ? Bắn kiểu bắn nhanh ấy, xong rồi đam tầm gần nó cũng ok ấy. Lên ngắm thì nhanh. Cơ động không hề thấp chỗ nào đâu nha mọi người. Mình không cần lắp băng đạn đâu. Ui dồi. Không cần lắp băng đạn đâu. Dùng 50 viên thôi là nhiều rồi. Không cần băng đạn đâu nhá anh em. Ok, nào tiếp tục. Thấy có ai không? Có ai à? Đây rồi. Tôi biết là có người mà. Ông nữa đâu. Đây. Ông là ai? Trời ơi. Không ngắm được đâu à. Thằng F36 này nó đây. Hợp lý đấy. Anh em quên mất đây là skin cam, nhìn cứ tưởng skin tím ấy, thực ra đây là skin cam nha mọi người. Nó không phải skin tím. Úi dồi ôi, đừng nha. Chơi thế người ta bị cay. Chơi thế cay vãi trưởng ấy. Kích phát mình né xong rồi bị kích ngược. Ui mẹ vào đây. Lại vào đây này. Đấy, anh em thấy cái hiệu ui đông thế. Anh em thấy cái hiệu ứng hạ gục không? Skin cam nha. Ít người chơi thôi, khẩu X36 này, F36 này ít người chơi đấy. Nhưng mà ngon phết, ảo thật đấy. Khẩu em mua này trên cái ảo thuật kiểu gì ấy nhỉ. Ảo thuật đấy. Không vấn đề nhé, không vấn đề. Đẩy lên anh em, đây rồi. Hết round chứ, phí cái xe rồi. Phí mất luôn cái xe ạ, thế dở hơi không? Quá là dở hơi luôn. Đó, nhưng mà anh em thấy ok không? Đấy, cái phụ kiện kia chắc là anh em chưa nhìn rõ đâu, anh em mình chưa nhìn kỹ đâu thì hết trận nhá, hết clip thì tôi sẽ cho anh em xem nhá. Phụ kiện nó đơn giản đấy mà, nó có gì đâu. Bắn ngon như này phụ kiện gì chả được. Nói thật anh em, khi mà khẩu súng mạnh nha, anh em mình lắp lung tung thì nó vẫn sẽ có cái mạnh riêng của nó thôi. Thật đấy. Ui chúng này, chúng ngon ngay. 50 viên mà anh em bắn thoải mái đi, không phải sợ nhá. Tầm này chưa có ai đâu thì mình cứ phải đẩy lên trên đi. Mình cứ đẩy thẳng qua, mất B rồi. Ôi trận này anh em mà bị lật kèo rất buồn cười lắm nhỉ. Trận này em bị lật kèo hơi buồn cười ấy. Thế nên mình cứ phải đẩy sang bên này đã. Úi dồi ôi, hello, đừng. Anh em thấy không, tầm gần nhá, cái ADS của nó nhanh. Thế nên là anh em mình không phải sợ. Cứ thế mà thoải mái mà đi tanh luôn. Đi tanh đi kê thoải mái luôn, đi kê hơi khó hơn. Bởi vì cái kiểu này thì hơi giật. Úi dồi ôi, đây này. Mình ngắm nhanh lắm ấy. Tốc độ bắn cũng nhanh luôn ấy. Ảo thật nhỉ, khẩu này ảo thế. Ui, đừng. Tôi đảo hướng, ông đừng có mơ. Hợp lý, thực sự anh em lấy B thoải mái luôn. Tôi bịt ở đây rồi thì ai mà cản được. Đâu nữa. Ôi, đừng có đẩy sang bên này vậy. Bắn cái gì nhiều thế, Đây rồi, ở đây này, quan trọng là ở đây này. Bắt đầu xỉnh đây đúng không? Ông đầu tiên này. Ông thứ hai. Ủa, ông phải săn mình rất nhiều nhá. Cái ông này toàn thích đi bắn nơi nhá. Thế đâu ông? Được, cứu rồi, hai ông luôn chứ còn gì nữa. Thoải mái đi, đạn tôi còn thừa. Ui này. Ủa, bắn đâu đây?
Dạo người xa thế, xa thế mà không bắn được mình. Ông lúc nãy ở đây đúng không? Ông lúc nãy ở đây đúng không? Ủa, cái gì ấy xe? Ui dồi, ui lại đi xuống, ui dồi. Đùa, chóng mặt lắm xe. Ở đây thì nói nguyên là ở đây đi. Trời ơi. Ô, làm gì đây, làm gì đây? Hay thật đấy. Buồn cười nhờ thằng F36 ấy, nó ảo thật đấy. Không còn gì để nói nữa đâu, không còn gì để chê đâu. Chê là chê hơi giật thôi. Chứ còn đâu là hơi bị hợp lý đấy. Phủ lý thực sự đấy. Đây này, chạy đâu đấy, chạy đi đâu đi. Chopper sao ăn được. Chopper không ăn được. Thằng này cơ động cao hơn nhiều. Vẫn còn à, vẫn còn đây này, chopper. Không ăn thua đâu thật đấy. Hợp lý. Xe hay quá xe ủi. Phủ lý quá ông ơi, đây này, tiếp tục. Ui, nó cứ thế mà nó chơi. Ui, đừng. Cái kích cũng không được. Nào tiếp tục. Ui, không lên đây nữa, không ấy. Thế nhỉ? Không lên nữa thì thôi. Bỏ A luôn mà mấy ông ấy bỏ A rồi. Bỏ A rồi, không đét được nữa rồi. Ui, bắn gì đây? Gì đây? Ê, đây. Ê, ui. Cái đấy hơi điêu. Ôi, thắng rồi này. Thắng còn gì nữa? Thôi đặt nốt cái súng máy ra cho có thủ tục. Đấy, ok. Rồi, MVP rồi, hãy làm thêm trận nữa nhá. Anh mình làm thêm trận nữa cho nó uy tín nhá. Thề, thằng này bắn sướng với trưởng anh em. Ok nhá, rồi MVP rõ rồi. Ok, bây giờ thì trận thứ hai, let's go. Rồi, ok. Trận nhanh thế nhỉ? Đâu rồi? Ông ơi. Ơ, không thấy đâu luôn này. Ồ, đây chứ đâu. Ok, hai mà anh em nhận ra ai không? HKMC bé Quang, một người anh mình trong clan nha mọi người. Gặp đúng người trong clan ấy, bắn nó cẩn thận tí thôi. Bắn cẩn thận một xíu thôi. Lên xe. Rồi, tao bỏ mày luôn đấy xe ạ, tao chịu. Không theo mày nữa đâu. Đau đầu lắm mày. Đâu rồi, có ai ở đây không? Hello, mọi người ơi. Người ơi, alo. Đây rồi, đây rồi chứ đâu. Ui. Thôi, bình tĩnh. Bắn thế thôi đủ rồi. Ui, nhiều hỗ trợ thế. Bắn được một ông mà sao tận hai cái hỗ trợ là như nào? Ảo nhỉ? À đây rồi anh. Hello anh. Mình biết mà. Trời ơi. Hợp lý chưa? 36 này nó ảo đấy. Nó được đấy. Có khi thằng này tôi cũng phải xem xét cho nó vào đội hình. Ui. Hay quá anh ơi. Trời ơi. Đứng ngay ở trên đấy mà. Cho nó vào cái đội hình nào đấy thôi. Đội hình top 5 nào đấy đấy mọi người. Nhờ. Thế hợp lý đúng không? Thôi được rồi, cứ tập trung bắn trước đã. Thằng này nó hợp lý. Ui trời ơi. Ui. Nó nhiều đạn mà. Nó nhiều đạn, nó đam to, nó ra đạn nhanh thì tội gì mà nó không mạnh. Lý do gì nó không mạnh? Ơ mọi người đừng có nghĩ thằng LMG này bây giờ nó cùi nha. Nó bắn thử nó hơi bị ok đấy. Đùa đâu mọi người. Nghiêm túc của đây. Đông này. Ông đầu tiên này. Ông thứ hai ra đây. Ui. Ôi tiếc chưa. Tôi là tôi tiếc lắm đấy. Nhưng mà không thôi được rồi. Ok, tiếp tục ra hoài. Ngon mà, bắn như thế này cơ mà anh em. Bắn như thế này anh em lại chê thì hơi bị buồn cười đấy. Anh em chê là hơi bị buồn cười đấy. Cho cái đuốc lên đây. Tiếp tục. Có ai không? Alo. À, có ông bắn kìa anh em thấy không? Làm cái gì đây? Ông thứ hai đấy. Mày đôi thằng này cái ép, nó cứ hay kiểu gì ấy. Thằng này nó có cái ép, nó cứ hay kiểu gì ấy. Hồ sinh đây đúng không? Anh em ơi, đâu rồi? À đây rồi. Bắn gì đây nhỉ? Thua ông RPD là như nào ta? Thua ông RPD là kiểu gì? Ô, anh em tập trung lại nhé, bình tĩnh lại. Đây là ông RPD. Trả thù ngay. Không thể nào để cái sự việc đấy nó xảy ra được anh. Rồi đông thế. Đây rồi chứ đâu. Ôi. Mình hành xử như vậy là sao mình có thể hành xử như vậy anh? Sao tôi có thể xử lý cái pha nó như vậy nhờ? Trời ơi xấu hổ vãi. Phí cái kích lại còn chết được cơ. Rất là ảo. Rất là ảo luôn. Nhanh lắm thầy, tốc độ ra lại nhanh lắm. Béo bé đi nửa bác người này. Đang tầm gần khẩu này mình test là 30 nha mọi người.
mà phải đến tầm 20 mét đổ đi nó mới giảm xuống còn 2-3 máu, nghĩa là nó ảo thực sự đấy, nó không đùa đâu. Bắn cứ thế mà bắn thôi. Ôi mình đổi hướng, đổi hướng. Sợ á, sợ á. Ui đây này. Ấy. Bắn nhanh thế nhở. Đồng đội bắn nhanh thật đấy. Thôi cứ bình tĩnh thôi, mình chạy quanh quanh cái khu này, quanh cái khách sạn này mình làm việc. Em hiểu khách sạn kiểu gì, đúng một tầng, hai cái giường. Ảo thật đấy, khách sạn. Khách sạn ơ. Ở lấy giờ chẳng bắn được ai này. Em ơi. Anh bắn chậm thôi, thôi bắn với. Ủa? Ồ đây rồi, đây rồi. Ui. Trời ta cứ đằng xuống trước mặt mình thôi. Chưa được bắn ai hết. Điêu thế nhỉ? À đây, đây có. Ô. Cái gì vậy? Ôi là Conan à? Ôi. Ui. Tôi không tin đâu, thua đủ anh em chơi kiểu này, đùa chán lắm. Mình nhử Conan đi, đâu có người chết mà. Ôi đấy. Chịu luôn thật. Chịu luôn thật đấy. Đi đến đâu cũng người chết, xong cuối cùng mình chết. Không làm được một cái gì. Cuộc đời quá là ảo luôn. Sống này quá bon chen. Sao mình có thể đỡ được đây? Trời ơi. Tí. Hello anh. Ui trời ơi, đông thế. Đông thật đấy. Cố lên, cố lên, nốt trận, nốt trận này. Cố lên nào, sắp hết trận. À đây rồi, đây rồi, thấy một mạng rồi. À anh mình. Hey 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 hey. Chơi kiểu đè đạn này, đạn đè người này khó chịu nhở. 50 viên là nhiều hơn bao nhiêu ông Mario rồi. Sợ gì, ô. Lại đôi cái hỗ trợ, chịu luôn, chịu cua thực sự. Ok, thế là thắng rồi. Bây giờ nhá, ok, bây giờ để tôi cho anh em xem cái chế tác của nó nhá. Chế tác khẩu này thì nó đơn giản thôi. Bây giờ thì ok, mà vào chế tác này. Ok, chế tác của nó đây nhá mọi người. Đây, nó sẽ gồm cái nòng hạng nhẹ GCS này này. CGS nó để tăng nhắm bắn. Cái này cũng là để tăng thời gian nhắm bắn. Cái này cũng là để tăng thời gian nhắm bắn. Và cái tay cầm này thì để cho giảm giật một tí thôi. Thì anh em mình có thể thay bằng cái vải nhám. Cái vải nhám cũng được. À vải nhám đây. Ừ, thêm cái vải nhám thì thay cái vải nhám bằng vải hạt. Thì tùy nhá, không cần băng đạn nha mọi người. Hoặc là đầu nòng. Đầu nòng thì mình cũng không cần, bởi mình cũng thích hãng thanh khối nhưng mà nó bị giảm cái thời gian nhắm bắn hơi nhiều, thì mình cũng thích và nó làm xấu khẩu súng anh em. Làm xấu mất khẩu súng của mình. Thế nên là mình không thích. Đấy thì cái chế tác lúc ấy của mình chơi đây nhá. Ok thì clip của mình đến đây gần như là kết thúc rồi, thì rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Và nếu mà anh em thấy clip của nó hay nó có ích thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới để mình có thêm nhiều lực mình làm thêm nhiều clip nữa cho anh em xem. Ok không? Ok nhá, bây giờ thì lời cuối thôi. À, tạm biệt cả nhà nhá.